Em Linh, 34 tuổi, là một người con có hiếu, cũng là một người cha có trách nhiệm đối với đứa con trai của mình chỉ mới lên 8 tuổi và cũng là trụ cột chính trong gia đình, mà không may em đã ra đi và để lại cha mẹ già cùng cậu con trai nhỏ. Bên cạnh đó, cha mẹ già thì nay ốm mai đau, ba thì bị tai biến, mẹ thì bị bệnh về tim. Trước đây, em Linh có cuộc sống rất là hạnh phúc, ấm no, đầy đủ như bao nhiêu người khác. Sau khi vợ sanh xong, đứa con trai khoảng 1 tuổi, người vợ đã bỏ đi mãi cho đến ngày hôm nay. Gánh nặng chồng lên gánh nặng, để lại cậu con trai cho em Linh nuôi cho đến ngày hôm nay. Em Linh cũng là trụ cột chính trong gia đình, nhưng giờ đây em đã không còn nữa và em đã ra đi. Ngồi trước di ảnh của em Linh, mẹ của em Linh than thở: số của con tôi vắn số, vắn phần. Nó ra đi, để lại gia đình tôi một nỗi đau rất lớn, gánh nặng về đây về sau, liệu rằng vợ chồng tôi có lo được cho con nó hay không? Câu chuyện như thế nào sau đây, xin mời quý bà của chúng chị em mình cùng xem hết video để hiểu rõ hơn về câu chuyện nhé. Chào hai bà cháu ha. Tối con ngủ được không con? Có gặp cha không? Ngủ không? Mà tối ngủ có gặp không? Cha không bao giờ thăm ha. Rồi sáng giờ con lại ông bà đó hả? Ông bà đến cúng đó là con lại. Ngoan quá. Mẹ có về không? Mẹ con có về không? Không về luôn hả? Trời à, ơi, sao mẹ về nữa? Sao mẹ về để mẹ bắt đi theo? Mẹ về thăm mày được không? Thăm con, không chịu luôn hả? Tội nghiệp luôn. Mỗi lần nghe cháu nói chuyện là bà ngoại rơi nước mắt hả cả nhà? Mới sinh ra là mẹ nó bỏ đi hết con? Được, thôi nôi. Thôi nôi nha. Thôi nôi là mới đi. Cũng ẩm theo chứ không bỏ. Rồi cha nó đi bắt về. Cái nào ngay đi nó nói gì về ngoại chơi. Cái tiền chú ơi, cái cỡ đó cổ rồi cầm chiếc xe. Cho mua cho chiếc xe 24 triệu, cầm 6 triệu. Đưa vợ đi về ngoại, vì ngoại vợ nó từng. Mà từng điện thì nó nói từng. Rồi con tôi nó vô Sài Gòn ở mà ăn hồ á, đặng đợi vợ á. Rồi từng, nó nói từng vài mà 4 từng. Nó không gì rồi nó cắt lên sầu, điện không được luôn. Rồi điện bà xui nói con ra đi, Tết con ra đi. Là tháng 6 nha. Tết thì con tôi mới ra ngoài đi nhé. Tết nó xúm nhau về bà xui á. Bà xui nó dốc, nó cho Linh nó mượn em đi về thăm bà nội rồi đem ra nó trả. Đó, rồi mượn là đi luôn tới giờ, không về một lần nào nữa luôn đó. Lúc đó là hai chồng có xảy ra mâu thuẫn cãi vã gì không? Gì hả? Vợ của Vũ Linh là quê ở đâu cô? Ở Bình Định. Bình Định. À. Đi một ngày một đêm. Dạ. Gốc Bình Định ha. Trước đó là hai người đi làm quen cái gì? Con tôi lên Sài Gòn rồi nó đi vô đó mà hai người quen. Rồi tối giờ có liên lạc được với gái của cô không? Bên gái cô cũng không được luôn. Mẹ thằng này lấy cái điện thoại của thằng này bữa về đó. Đi tới Sài Gòn là nó xóa tên bà ngoại, xóa tên nó trơn, rồi giờ điện nó cũng đâu được. Cũng như xóa đi cái phần liên lạc bên ngoại. Đúng rồi, xóa rồi cái nó gửi lại cho người quen á, chả nó người quen mới gửi về ngầm kia. Nó gửi cái điện thoại. Ý, lấy để xóa chứ không phải là lấy xài. Đúng rồi, xóa xong rồi nó gửi lại đó. Cái gì đâu mà nó dứt khoát dữ vậy ta. Rồi tối hai đứa em của con nó ngủ được không? Rồi cái em trai gì đó có khóc dữ nữa không? Khóc cái kia luôn. Cho con điện thoại là hết khóc rồi. Cho con điện thoại là hết khóc. Con nghiệp không? Nghe ngắn lại. Vậy là khóc điện thoại chứ đâu phải khóc cậu mất hả? Bám con. Không có thương cậu đó. Nó tối là lúc mà trước khi nhập quan là đem cái hình ra đây nè, là ngồi là nhìn cái hình là ôm khóc xương xúc luôn á. Quá trời mấy đứa cháu thương cậu hai. Vậy là lễ động quan của em Linh là vào lúc 14 giờ chiều là ngày hôm nay luôn hả cô? An táng tại đất nhà ha. Dạ. Ngôi nhà tình thương tặng nữa nè. Có cắt nổ cho nó dột hết trơn rồi. Mấy cô ở sớm này mới xin đó, mới xin cho đó. Dạ cô ơi, sáng hôm nay con cũng mới tới. Cô cho con hỏi là khi em Linh bệnh mất và trước kia thì có một mình em Linh là cái trụ cột chính trong gia đình đó cô. Nghe nói là cô với chú cũng yếu lắm hả? Đúng rồi.
mươi sáu ngày, từ bữa 30 mà tới ngày hôm qua là đúng 26 ngày, em toàn là gục cái đầu cái ghế gì rồi lôi em ra chứ không có nằm được hết cô, không có nằm được, nằm em thở nói tôi mướn 5 bình oxy khổ vậy đâu mà mướn 5 bình oxy em thở thở chứ thở hết nổi hết có tiền cái nói con ra thôi nghỉ thở oxy đi cô, nói mẹ mẹ thương tôi thở oxy tôi chết liền. Anh mà nào không có được nằm nữa mấy mấy mươi ngày đâu hả? 26 ngày, ngày hôm qua chết là đúng 26 ngày. Mà 3 ngày vừa rồi đấy em là em con mắt em trợn gì không? Con làm gì? Là 3 ngày 3 đêm bữa 24, 25, 26 3 ngày 3 đêm em không có nói chuyện gì cho nín tin luôn. Kéo dài tới 3 ngày 3 đêm mà trợn trợn lên ha. Mà mấy cậu em Sài Gòn mấy cậu về mấy cậu kêu Linh à, cậu Năm này con, em vẫn biết em gưng gưng nước mắt hai bên này xuống à, em không nói chuyện được. Chỉ biết thôi chứ không nói chuyện được hết cô. Đó, em thuộc cái lưỡi rồi. Dạ. Yeah. Em nói nhiều câu nó kêu khóc chú ơi. Câu gì cô? Mẹ ơi mẹ, mẹ không thương con hả mẹ? Mẹ có nghĩ một ngày nào mẹ sẽ mất con không mẹ? Trời ơi. Mẹ cứu con đây mẹ, mẹ cứu bệnh gì giờ con? Bác sĩ chạy con rồi mẹ cứu bệnh gì con? Con nghe nói cũng đi bệnh viện nhiều lần đi lắm đó mấy con. Chục lần luôn. Mấy chục lần luôn, không phải là 5-3 lần đi bệnh viện đa khoa thành phố 2, chặn lầu 7, chặn lầu 8, rồi đa khoa trung ương là 5-6-7 lần. Rồi đi cờ đỏ này 10 lần. Đi học cổ truyền 1 lần, một lần học cổ truyền 3 lần. Nên tôi không đi ở lầu 3, lầu 7, lầu 10 gì mình ơi mẹ con đi nhau vậy không? Mình đi thì bỏ 3 đứa nít ở nhà. Em Linh này có hiếu lắm nha, mỗi khi đi làm về là lãnh lương là tối sớm cũng phải cho tiền mẹ. Ờ đúng rồi, về đúng ra tiền vô mấy mùng mẹ cho tiền mẹ là mẹ xỉn xỉn gì đó nha, chiều thứ bảy là ra ca là học đúc tiền vô rồi mẹ, mà đủ tiền thì cho 500, không đủ thì 300, 200, 100, thấy ít quá thôi con ơi, có 100 để con ăn tặng hoàng cuối tuần nữa. Lấy của em làm nghề gì cô? Em đi phụ hồ. À cấp đầu thì phụ cấp đầu còn nhỏ xíu à, 16 tuổi là em đi phụ hồ. Yeah. Có 30 ngàn ngày mà giờ em bằng được 500-600 rồi đó. Yeah. Ngày 500-600 rồi đó. Vậy là lên thợ rồi. Em lên thợ rồi. Thấm nhất đám giờ mà bây giờ mới nói mẹ à mẹ, hồi đó con đi phụ hồ bao xi măng cô giác không nổi đó mẹ. Trời ơi trời, nói bây giờ mới tỏ rồi tình mới nói với mẹ đó chứ hồi đó hả mặn cực khổ dữ lắm luôn. Không có nói đó. Chiều nay mình động quan là mình đi cái đường sát trước nhà mình hay đâu cô? Mình đi ra lộ, mình đi ra lộ bọc qua bên kia mới đi ra. Đi lộ mới có đường ra sao á. Đúng rồi, mình đi đường nhà không đi trong nhà không được. Người ta mới phải ra lộ mới đi được. Vậy là ra lộ đi nhà đường ta hay gì? Đúng đất nhà của ông nội. À. Ở đây là 2-3 chị em ở gần hết ông nội không à. Mấy cô bác cái đồ về đủ chân hả cô? Mình cũng còn thiếu một cái này. Chỉ có người em ruột của mình là không có về thôi. Với người vợ. Nhưng mà cách nó chết nó nhắm mắt, mở mắt, ông xã tôi vuốt mặt, mắt em trợn nhìn. Mà nó làm gì nè, rồi sao tôi thấy ông kia mới lại thăm, em cũng còn vậy, rồi tôi, ông mới bắt phim coi. Sao chút xíu ông nhìn qua ông nói, ông ơi nhỏ hết gặt rồi em ơi, tôi mới đi lên thì tôi ôm em vô. Tôi để cái rủ tay tôi vô cái ngực em thì em hết thở rồi. Rồi tôi mới để rủ tay vô cái bụng em thì em hết thứ nhất rồi. Tôi mới để cái mặt tôi vô cái lỗ mũi em cũng không thở luôn. Tôi mới nói ông ơi em chết rồi. Rồi tôi mới kéo ngay em ra rồi lấy đồ để đạt đồ mới đồ mặt kêu cho em. Em sưng hết trơn, sưng tới đây. Sưng cứng hết trơn đây. Sưng hả cô? Sưng, em sưng mặt như cái gối ôm gì nè. Dạ. Ông buồn lắm, không vừa. Bác sĩ chẩn đoán là cái bệnh nào nặng nhất? Em cắt đầu ở nhà đây, em đau từ tảng sáng tới xế tới 1 giờ. Mấy sai cháu ngoại tôi đi qua xong mua dĩ thuốc Panadol về quất 2 viên. Nó bị nhức đầu á. Rồi tới chiều, tới 5 giờ chiều rồi em không khỏe nữa. Tôi nói sao chiều rồi con không đi tắm. Nó nói con đi không được. Đấy tôi mới nói để mẹ kè con đi. Nó nói con bỏ giò xuống ngủ trên bụng ngựa chỗ này nè. Nó nói con bỏ giò xuống không được. Rồi tôi mới kè nó không chịu nữa. Tôi điện sao em vô tôi đưa cho 200 ngàn. Tôi nói con đi chích thuốc đi. Tôi mới có khúc trên đây mà lại em ỉa trong quần em đái trong quần em đớ lử rồi. Tắt vô bệnh viện Gò Đỏ, bệnh viện Gò Đỏ mới chuyển đi xuống trung ương luôn. Một ngày một đêm mới dưới là bác sĩ nói là em xuất huyết não. Rồi em bị suy tim rồi suy thận rồi đủ thứ trơn. Em banh bộ đồ lòng hết trơn rồi. Lần bị suy huyết não là ở 3 tuần. Hết mấy chục triệu rồi đó, hết 30 mấy triệu. Đó là chưa có bảo hiểm. Nghèo lắm chú ơi, mặn như ăn như không có mua bảo hiểm. Cái căn bệnh này cũng ngộ ha, mình bình thường nhưng mà nằm đâu được. Ừ, nghe nói gì đâu mà ngồi không à. Cái ngồi gục cái đầu cho cái ghế gì nè. Cái chú này thấy nè. Không có mình làm cái ghế dựa hay sao?
cái ghế mũ này nè, có gối dựa đâu, đem cái ghế mũ nhỏ đó, để cái ghế cái gối lên rồi dục như vậy, rồi một hồi thì ôm ra, rồi một hồi thì ôm vô làm quà thức sáng đêm nè, để đỡ cha gục cái ghế rồi đứng lên, rồi gục cái ghế đứng lên. Con thức với cha gần mỗi đêm vậy con ngủ được tiếng hồ không? Con biết tiếng hồ là bao dài không? Trời, ngủ thiếu là cha kêu Minh Lưng ơi là ngồi dậy liền. Trời ơi. Ngồi dậy liền không có ngủ lâu. Nằm kế chai gì nè, buông chai xuống rồi nằm kế bên vậy. Vậy nó đâu có ngủ mê được. Nó khỏe. Còn nhỏ mà nó vậy mà nó đâu ngủ mê được, vừa kêu là nó. Nó khỏe thức lắm, tôi có khi còn quên chứ mà nó không quên. Cháu có đi học gì không cô? Em học lớp 1, từ hồi tụ trường cho mày tới tháng 7 tháng chạp là cha bệnh là nghỉ học luôn. Yeah. Ngoan lắm, học sách lớp 5, lớp 4 là học được chân đó. Yeah. Rồi. Vô tiếng Phật chỉ nó đâu có nửa năm chứ. Lớp 1 là nghỉ rồi. À. Chưa mà đã hết lớp biết 1. Đọc biết viết hết trơn rồi đó, bây giờ sẵn lấy sách lớp 2, lớp 3 rồi ra là đọc viết chữ rồi đọc ra luôn á. Cho sách hay ra học. Quá giỏi luôn á. Hai đứa cháu ngoại với thằng này là tên. Rồi sắp tới này còn cô với chú luôn. Cái ba đứa nhỏ không biết làm cô chú làm cái gì để tính đi bán 50 cây số tính khỏe khỏe rồi không dạ, đúng rồi. Cô thì cũng bị bệnh chú rồi bị tai biến nữa. Thằng nhỏ ở nhà tôi với nhỏ gái đi rồi ai kêu rửa chén mình rửa bạn thao. Dạ đúng rồi, rửa thao chén 20 ngàn đi cũng được. Bây giờ đi bán cái số đi cho nó nhẹ nhàng cô ơi. Bây giờ hết đường kiểu như mình làm mình cái lao động nặng không nổi thôi, giờ hai bà cháu đi bán được cho ngoại. Tại vì lúc còn em Linh á mà còn nằm ở đây thì cô đâu có làm gì được, phải ở nhà chăm sóc rồi. Bây giờ em Linh mà ra đi rồi thì thôi cô cũng đi kiếm tiền để nuôi chồng và ba đứa nhỏ. Chú biết ba đứa cháu. Cái đám cưới người ta muốn 35 mâm đó mà tôi dám rửa mà có 200 ngàn thôi. 35 mâm mà rửa từ 8 giờ sáng em tới 2 giờ chiều đó mới gọi 35 mâm. Người ta cho có 200 ngàn. Tôi rửa đầu trên cái sớm dưới cái ai cũng la làng đó, sao vậy ông quốc nó hay dữ trời. Rửa là không thấy mặt ai đó, nó chắc lúc đầu cổ bưng vô nó đổ tấp nập. Không đám mình không biết mà dữ lắm, xuống nộp. Đổ tấp nập, lúc đầu cổ cho mà tôi gán rửa tới 2 giờ chiều. Rồi hỏi nha con. Rồi gì con đi đi. Rồi. Con đi là rảnh đi. Đi coi. Con nghe thì nhỏ hả? Mệt mỏi dữ lắm rồi. Hơn 1 giờ mấy mới ngủ. Mà hiện tại giờ đang chuẩn bị cái chỗ cho em ăn nghỉ ngoài hè rồi thấy không? Dạ. Đường này mình đi ra ngoài đó được không? Được. Dạ. 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 Đi ra được hết không? Dạ cô có làm gì cô làm đi nha. Rồi, cảm ơn cô. Dạ hay vậy. Điện gì không kịp. Về tới ngày gửi. Dạ. Không tại mình với tại ai giờ cái tại mất liên lạc á, mình lấy cái điện thoại của con rồi xóa cái xóa những cái liên hệ hết trơn. Thì cái đó là tại cái ý của mình rồi. Không, nói vậy nó lấy. Trời ơi. Thì ý con nói với nhân dạng Linh á. Ý con nói rồi chứ quá kỳ nhẫn tâm thôi. Không muốn liên lạc nữa mới xóa phải không? Chứ cô rồi cô kể cho con rồi nghe rồi thì cái chuyện đó là cố tình rồi chứ đâu có còn gì nữa. Dứt khoát. Nó có điện gì hồi tối nó điện gì? Nó thấy quay đó hả? Điện gì đó sao con? Nó điện gì xa quá vậy? Tại vì không có kịp. Phải 2 giờ là chưa. Thì tỷ mà bữa hôm nay diễn thì mình cũng về rồi tới rồi. Rồi mình cũng phải coi xin chấm đếm nó cũng đang làm. Xin chấm đếm mà đang về. Dạ. Tại vì nó đang làm á. Dạ. Thấy tội lắm, tội tôi xuống ngày hôm kia trời ơi lấy tang tôi quơ có mắt gì nó không có đấy tôi nói với mẹ nó rồi. Tôi nói em mà rồi không có ta ấy đâu. Yeah. Mình để sưng hết trơn lên khóc hoài tôi nói sưng quá trời luôn. Sưng hết trơn từ dưới xương dài mà tay sưng dặn hết trơn. Dạ. Bởi vì cái này con nói thiệt theo ý hai cô làm sao ha, chứ đã chia tay chồng thì cái chuyện mình có người khác không xa không nói, mà còn đứa con ruột của mình mà về đây mình cắt cái nước đứt cái liên lạc rồi sau này mình muốn thăm con mình thì mình sẽ trở về hay là điện thoại đây điện ai đây xa giờ nói ý của nó mà. Thì bởi vậy mình nói mình phân tích thử coi tại còn cái ruột thịt nó chấm yeah. Rồi giờ sau này cái coi chừng có khi trách ngược lại ơi vậy sao tôi hay để hả? Dễ quá ha. Kêu mợ nó điện coi ví dụ giờ 2 giờ mà chôn gì không kịp. Rồi tại coi chút tiếp coi. Mấy chú quay á quay nó chơi. Dạ thì mấy anh em chia sẻ lên cái đó là thấy rồi. Đâu có điện được nữa. Tại nó số điện thoại của chồng nó mất chơi luôn. Trời. Đó ta điện thoại đó chơi. Thì bà nội bà nói đó thực tế ra là phải lấy điện thoại xài. Lấy để xóa liên lạc thôi. Rồi gửi trả lại. Chị ngồi đi. Ê ai dẫn em lên nè.
Mở có Linh hả? Mở 2 của Vũ Linh. Dạ, dạ. Cái này dì ba nó nè. Dạ. Dì luôn. Con mới lại con không chưa hỏi con không. Này mở dâu. Dạ. Thấy sốt quá mọi người. Sốt quá trời. Bây giờ con biết nói sao. Con mình cái gì chia sẻ được chứ cái đau cái bệnh này là không có chia sẻ được cái gì chứ, không có tiếp được cái gì cho cháu. Một mình em bằng ra tiền rồi bây giờ còn lại 5 cái người ở trong gia đình sống ai làm hai người bệnh rồi có làm gì được đâu. Rồi cháu gái cũng còn rất nhỏ. Tội nghiệp là không được đi học á. Tội nghiệp cái là ba đứa không được đi học luôn. Yeah. Mới học lớp 1 là có nửa năm thôi là nghỉ hết trơn rồi. Yeah. Bây giờ đọc chữ được trơn. Nè, đọc chữ hết trơn luôn. Có thằng này cũng chưa được nha, ngoài tại nó chưa học, hai đứa đã đọc hết trơn đó. Dạ. Yeah. Cái sáng dở. Dạ. Bà ngoại vậy rồi, cậu vậy rồi, ai đâu nữa. Đi được đó nè, nằm đó. Đi ngã xa đi vô. Dạ, con cảm ơn. Đường này đi ra quán hả cô? Dạ. À, thì đây là nơi đi ra, cái nơi mà để cho em Linh an nghỉ cả nhà. Thì vào 14 giờ ngày 29 tháng 8 thì gia đình sẽ làm lễ động quan đưa em Linh về nơi an nghỉ. Thì ở đây là cái vụ việc này ở trên địa bàn là của huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha. Nước không vậy? Quá trời, tại vì ruộng nước nó nhiều, mùa nước mà. Rồi gì nữa nó tát ra ha? Ruộng cao á, chừng nào xong á cái mình tát. Dạ. Đem ra cái mình tát lên. Nó có để cái xô sẵn kìa. Nãy giờ nó cũng có tát rồi đó. Dạ. Nước quá nước. Này khi nào làm cái hai tát luôn chứ bây giờ nước tát hồi cũng là nước cũng hồi rồi đó à. Mình chỗ mình ngào mình đổ liền xuống luôn á. Dạ. Ở đây là đất nhà hả cô? Đất nhà bên nội nó đó, bên đó từ bác nó đồ nằm bên đó đó. Bác Năm nó cũng mới mất bữa hôm nằm đó. Dạ đây đất bên nội xong nè. Dạ. Hồi đó đất ruộng này thẳng qua bên kinh đi luôn, cho đứa ba công mà khổ quá bán trơn đó. Trời bệnh hoạn rồi không có tiền. Yeah. Rồi bán lo bệnh cái hết trơn, vợ chồng giờ không còn miếng đất nào, còn được nền nhà này nè. Ông nội cho ra được tới đây nè. Yeah. Em Linh thì trước đây là trụ cột chính để lo cho cha mẹ, bây giờ em nằm xuống rồi. Lo cho cha mẹ đó, từ ngày bệnh tới giờ năm mấy nay không có mặn gì được trơn. Rồi nhờ người ta cho gạo ăn, người ta cho tiền. Người nào thương cũng cho gạo, cho tiền vậy đó, rồi ăn sống từ đó tới giờ đó. Rồi nhà này cũng người ta cho tiền cất nè. Yeah. Rồi quay lên, ta thấy tụi nghiệp ta cho tiền rồi, mấy tới... người nước ngoài gửi về cất đó cậu ơi, chứ không có tiền luôn á. Yeah. Rồi... Ở cái nhà trời ơi, nhà nước cho nha. Mà nó dột tan nát chứ nó không còn gì hết. Lên thấy cái nhà thảm khổ luôn mà không có tiền cất luôn. Yeah. Ổng thì bị tai biến vậy đó, giờ không làm gì được. Rồi bả giờ bị tim. Bữa hổm lên ca mổ nó đòi 80 triệu, chạy về như dây tiền không ai cho hết trơn. Dạ. Người ta nói dây rồi bắt đầu bệnh nhà bệnh không ai đâu mà trả. Dạ, cái dây không được. Rồi chị em sắm nhau người hùng lại vài triệu cho. Rồi giờ chị phương pháp thuốc. Chứ dạ. Giờ tiền đâu mổ tim, dạ. Mổ nông tim 80-90 triệu ở đâu có. Dạ, bây giờ là mình chị thuốc... Rồi chị thuốc nam. Thuốc nam á. Dạ. Chị thuốc nam với nhà chị bên thuốc tây đó. Dạ. Làm bệnh viện người ta cho thuốc tây uống rồi giờ khỏe đó. Dạ. Chứ trời bữa hổm kìa tính đâu bà đi trước Vũ Linh rồi đó. Trời ơi. Thấy tội lắm luôn, nằm nhà thương ha. Mấy cậu thấy nằm nhà thương tần lễ với bà chị ruột thứ ba đi nuôi. Ở nhà con mơ, nuôi hai đứa em. Đây là mát cô. Nuôi hai đứa em rồi thêm thằng Vũ Linh nữa mà con mơ ở nhà nuôi được hết trơn luôn đó. Dạ. Yeah. Nấu ăn cho cậu hai, đút cậu hai, thay tả cậu hai. Ừ. Làm hết trơn, trời ơi đứt ruột. Yeah. Quay lên nữa tôi khóc biết nhiều nữa. Trời ơi, dạ. Mấy cái cậu bên Thanh Trúc gì đó xuống quay tôi khóc biết nhiều nữa. Dạ. Tội nghiệp đó. Rồi đây thì sắp tới đây là liệu rằng là cũng như là hai ông bà thì người nào cũng bệnh cho mình chứ mà phải là cu mang ba đứa cháu. Mang ba đứa cháu vợ chị em. Người nào cũng khổ chứ đi bằng mướn không à. Rồi có nhiêu cho nhiêu. Có 1 triệu cho 1 triệu, người này cho 500 triệu với đó rồi sống qua ngày vậy đó mấy cậu. Khổ lắm. Đằng này bên ngoại cũng nghèo, bên nội cũng nghèo, ai cũng đi làm mướn không à. Khổ lắm. Thôi mình đi vô đi. Dạ dạ, rồi cô có làm việc tôi làm nha. Đó thì đây là cái nơi chuẩn bị cho em Linh 34 tuổi quê ở Cờ Đỏ Cần Thơ. Em ấy bị nhiều chứng bệnh và em ấy đã ra đi mà cũng là trụ cột chính trong gia đình đó quý vị cô chú anh chị. 14 giờ chiều ngày hôm nay là ngày 29 sẽ làm lễ động quan đưa em ấy về đây ăn nghỉ cuối cùng là tại nơi đây nha. Đó. Hoàn cảnh gia đình nói chung gặp là rất là khó khăn luôn.
căn nhà thì cũng được người ta nhà tình thương mến tặng. Em Linh thì là trụ cột chính, cha mẹ thì ba thì bị bệnh tai biến, còn mẹ thì bị bệnh về tim. Mà bên cạnh đó thì em Linh ra đi để lại một cậu con trai là 8 tuổi, kèm theo đó là hai đứa cháu ngoại. Thì liệu gần đây ông bà sẽ có lo được ba đứa cháu hay không thì rất là đáng thương luôn các bà cô chú anh chị. Ngày hôm nay mình đến đây mình cập nhật cái vụ việc này gửi đến cho tất cả cũng như là quý cô chú anh chị mình xem. Rồi thì video đến đây mình xin kết thúc cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video hoặc những cái luồng like trực tiếp lần sau ha. Xin mến chào và hẹn gặp lại ạ.